Con xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ viết một số mẫu chữ cho các bạn để các bạn có thể khi mà đã học nét xong thì chúng ta có thể là áp dụng để viết những cái chữ khác nhau. Chúng ta cứ viết nhiều chữ nhé, nhiều chữ rồi chúng ta vừa viết chúng ta vừa học bố cục thì như thế nó sẽ hay hơn. Đó, hôm nay mình sẽ viết chữ bình an nhé. Đó, mình cũng áp dụng này, một nét cung này. Các bạn nhớ khi viết chữ bờ ấy, thì cái phần trên nó sẽ nhỏ hơn, các bạn đi hẹp thôi nhé, phần trên nó sẽ nhỏ hơn phần dưới này. Đó, thì khi các bạn viết này, cái nét này mình áp dụng nét cung thì cái chữ của mình ấy, nhìn nó sẽ cân bằng hơn. Rồi cái chữ Y thì mình viên hơi lệch sang bên trái, viên lệch sang bên trái. Rồi chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ đi thẳng xuống nhé. Đấy, nhiều bạn thì viết chữ Y như này, nhưng thật ra thì viết nó như thế nó sẽ không được đẹp ấy. Nhiều bạn viết như này, viên như này xuống hơi bị lệch đầu sang bên phải, như thế nó sẽ không đẹp hơn là lệch sang bên trái nhé. Bên trái nó sẽ đẹp hơn. Đấy, rồi chúng ta sẽ áp dụng vào chữ Nhờ. Và nữa, chúng ta sẽ đi theo cái bài nét cơ bản của chúng ta sẽ đi viên này, viên chéo về đây nhá, viên chéo về đây, chéo về đây. Đi này, chúng ta đi sát vào chữ Y, đi sát vào chữ Y. Đi sát nhá, đừng có dính nhá. Sát thôi. Rồi xuống này, lên này, điểm này bắt lên nối với chữ hờ. Nối với chữ hờ thì các bạn khi bạn nhớ mà lên nhé, là chúng ta đi này, nó sẽ tạo thành như hình chữ V ở đây à. Đó, thì nó giống như cái hình trái tim ấy, nếu chúng ta căn ra thì đây một lửa của hình trái tim. Đấy, căn một lửa hình trái tim, rồi lúc đó chúng ta nối lên này, đưa lên chữ hờ này. Đấy, đưa lên chữ hờ, xuống này, xuống thì các bạn nhớ đi sát vào cái chân của chữ N. Đó, đi sát vào, đi sát vào. Thì khi các bạn đi này, đó chữ hờ thẳng xuống thì lúc đó mình sẽ viên này. Viên này, xoay bút này, xoé bút ra. Đi thu vào này. Thì các bạn nhớ là khi mà mình đi ấy, làm sao để cho cái chữ này nhiều người ta sẽ đi tít ra đây. Người ta đi tít ra đây. Đó như thế. Thật ra nó không sao cả nhưng mà như thế. Các bạn hình dung ra một cục như này nhá. Thì khi các bạn đi này, nó sẽ tạo ra một cái đường như này. Đó. Nếu mà nhìn như thế, cái bố cục mình nó sẽ cân hơn. Rồi. Dấu chấm này. Rồi dấu huyền thì chúng ta có thể là viết dấu huyền ngang này hoặc là dấu huyền cong nha. Tùy các bạn nhé, có thể đặt ngang, có thể đặt cong. Đặt ngang thì chúng ta đi sẽ đặt lui lên trên một xíu nhé. Đặt lui lên trên một xíu, ngang này. Đấy. Rồi, khi mà viết như này, nó sẽ tạo ra một cái vòng cung như này. Để ôm lấy cái chữ An. Ôm lấy cái chữ An phần dưới này. Đấy, ôm lấy chữ An phần dưới này. Mình sẽ phải hình dung ra cái bố cục của mình ấy, nó là như thế. Rồi, thì lúc mà mình viết này, đấy, các bạn thấy không? Đó, cái bố cục của mình nó là như thế. Nhìn cái chữ trên ôm lấy chữ dưới, nhìn nó sẽ rất là đẹp. Khi các bạn viết nhớ là phải căn tâm, không căn tâm thì chữ nó sẽ bị lệch. Đó, rồi chữ An thì có hai chữ, chữ A bên này, chữ N bên này thì mình sẽ viết nhé, cố gắng viết để khoảng cách một chút thì khi mình viết này. Đó. Đấy, nếu mà chưa quen các bạn cứ viết từng chữ một cứ bình thường này. Bình tĩnh viết. Đấy, rồi bây giờ còn khoảng trống ở đây nhé, khoảng trống ở đây thì chúng ta sẽ đưa chữ N vào. Chúng ta sẽ áp dụng một nét như này. Đấy, các bạn có thể đi như thế hoặc các bạn có thể đi vòng ôm ở đây được. Đấy, tùy các bạn có thể áp dụng nhé. Thì các bạn có thể áp dụng nét như này cũng được, nhưng mà thường người ta sẽ áp dụng nét cong ở phần dưới, nó sẽ hay hơn. Là tại sao? Là trên đã dùng rồi thì dưới thôi không dùng nữa, mình sẽ áp dụng một nét khác, như vậy nó sẽ đẹp hơn. Đấy, tổng thể cái bố cục của mình ấy, tổng thể của bố cục của mình nó sẽ là như này. Đấy, các bạn nhìn thấy như thế nó sẽ cảm giác nó sẽ rất là cân. Nhớ là tâm tâm bố cục này, đấy, để chia ra chữ hai bên, và khi mình viết thì cái tâm bố cục của mình nó như vậy, nó sẽ rất là đẹp.